Vâng, em chào anh. Em có cái đôi dây loa bãi của Nhật phục vụ các bác nhé. Đấy, một đầu nó vẫn đang đánh dấu đỏ đen này, một đầu này thì nó cắt đầu rồi. Nên em có trích dây ra cho các bác xem cái dây đồng của nó này. Đấy, rất là chất luôn. Đấy, các bác thấy không ạ? Cực kỳ chất luôn nhé. Đồng vàng au luôn. Đấy. Thì đây là các cái dây bãi của Nhật, dây loa bãi của Nhật thì các bác nhé. Để bác nào mà thích những dòng dây bãi Nhật thì có đấy, cái này tuyệt vời luôn. Đấy, cái dây này thì là em có đo thử thì là mỗi dây nó dài khoảng 1,2 m các bác nhé. 1,2 m là khoảng cách của nó chung là cũng rất là ok cho những bác nào mà chơi những cái bộ dàn chung với cả dàn mini rồi, đúng không? Đấy, thì mình có thể đầu tư thêm cái dây này. Các cái chất liệu bằng dây đồng của nó tốt thì nó tất nhiên là âm thanh nó cũng sẽ tốt hơn các cái dây loa mới của các cái dây loa mới rẻ tiền của chúng ta nhé. Đấy. Bác nào mà đang dùng các cái dây loa kiểu dùng tạm cái dây có vài chục nghìn ấy, 5-6 nghìn một mét ấy, cắt lấy khoảng 3-4 mét để dùng ấy, thì này bây giờ chuyển sang con dây này rất là ok thôi. Đấy, cái dây này thì nói chung nó không đắt đâu, đấy, có 180k một đôi dây này thôi. Bác nào mà lấy thì báo em nhé. Đấy. 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 Dây đồng rất là nhiều luôn. Các bác nhìn cái dây nó bé này thôi mà cái lượng đồng ở trong nó phải nhiều gấp đôi so với cả một số các cái dây loa chúng ta mua ở ngoài chợ, đúng không? Đấy, cái vỏ thì rõ dày nhưng mà cái ruột thì được cũng tí tị. Đấy, những con này thì nó khác hoàn toàn, nó cái dây của bọn Nhật thì nó khác hoàn toàn luôn. Đấy, thi thoảng nó mới về được một đôi này thôi, nó không về nhiều đâu. Bác nào đấy báo em nhé. Đấy. Thì như cái này nó đánh dấu ở đây ấy, thì là nó sẽ có một cái dây có chữ, một dây không có chữ các bác nhé. Thì cái dây đen là cái dây không chữ và dây đầu đỏ sẽ là dây có chữ nhá, tức là nó quy định là dây không chữ là dây dây không chữ là dây âm và dây có chữ là dây dương nhá. Đấy, thì các bác cứ theo cái đấy các bác ấy thôi. Đây cái dây có chữ này. Đấy, có nhìn thấy cái chữ của nó in dập chữ trên này. Cái này nó không lấy nét được. Con máy hôm nay giờ trứng không lên nét các bác ạ. Đây này, nó sẽ có chữ ở trên đây nhá. Không, hôm nay con máy này không lên nét được, con máy giờ hơi này. Đây có thấy chữ không ạ? Bình thường lấy nét phát được ngay, hôm nay nó lại không lên nét cho thế biết điên chứ. Đấy, giờ tóm lại là trên đây nó có chữ này. Đấy, các bác thấy cái chữ không? Đấy, thì dây nào nó có chữ thì nó sẽ là dây dương. À, dây có chữ nó sẽ là dây này, dò theo cái dây này. Đúng rồi, dây có chữ thì là dây đỏ, tức là dây dương, còn dây không chữ là dây đen, là dây đầu đen là dây âm nhá. Đấy, cứ thế theo cái dây đấy mà ấy. Ok, thì là giá là 180k. Rồi bất cả cái điện thoại luôn. 180k cái bộ dây này nhá, bác nào lấy thì báo em nhé. Xin chào các bác. Vâng.